Trần Việt xin kính chào quý vị khán giả. Tin Hoa Kỳ nhận định thời cuộc của Kim Nguyễn với bài viết Joe Biden đang đưa Hoa Kỳ tới tình trạng phá sản. Nhằm giúp cho dự luật ngân sách dưới chiêu bài xây dựng lại tốt hơn, có cơ hội thông qua, Đảng Dân chủ đã cho dự luật này đi kèm với dự luật hạ tầng cơ sở. Dự luật ngân sách đã bị nhiều nhà lập pháp Cộng hòa hay nhóm dân biểu thuộc Đảng Dân chủ, hai thượng nghị sĩ Dân chủ là thượng nghị sĩ Kristin Sinema đảng Dân Chủ Arizona và Thượng nghị sĩ Joe Manchin, đảng Dân Chủ West Virginia, phản đối. Nhiều cuộc thảo luận và tranh cãi đã diễn ra tại Quốc hội từ thứ Năm ngày 30 tháng 9 cho tới đêm thứ Bảy ngày 2 tháng 10 và trưa thứ Bảy Joe Biden phải đích thân tới Hạ viện thương lượng với một số nhà lập pháp. Tuy nhiên ông ta đã thất bại. Những mâu thuẫn trong đảng Dân Chủ tại Quốc hội, điểm tính nhiệm của ông Joe Biden tới nay đã bị rơi xuống mức thấp nhất so với các tổng thống tiền nhiệm trong năm đầu. Vì cuộc rút quân tại Afghanistan và thảm họa di dân cộng thêm lời khai trong cuộc điều trần tại Thượng viện của tướng Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Mark Milley, tham mưu trưởng liên quân và tướng Frank McKenzie, tư lệnh chỉ huy tại Trung Đông. Bộ mặt thật của Joe Biden đã bị lật tẩy vì ba tướng này đã khai rằng quyết định rút quân vội vàng, không có kế hoạch đã gây ra thảm bại. Joe Biden đã được tướng Mark Milley đề nghị cần giữ lại 2.500 quân nhân tại chiến trường Afghanistan. Nhưng Joe Biden vẫn cương quyết muốn chấm dứt cuộc chiến trước thời điểm 9-11 để phô trương ông ta là người kết thúc cuộc chiến dây dẫn này sự dối trá ngông cuồng của Joe Biden đã gây ra thảm bại đánh mất một quốc gia mà Hoa Kỳ đã cố gắng bảo vệ trong suốt 20 năm. Và điều quan trọng hơn là Joe Biden đã đánh mất niềm tin của đồng minh trong khối NATO. Trong lúc Đảng Dân chủ đang tìm cách xây dựng lại uy tín cho Joe Biden thì lại xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ đảng tại quốc hội. Cuối tháng 7 vừa qua Nancy Pelosi đã tuyên bố bảo đảm dự luật hạ tầng cơ sở sẽ được biểu quyết vào cuối tháng 9, nhưng đã không đạt được thành công. Đảng Dân Chủ đang nắm đa số tại Hạ viện và tỷ lệ rất thấp, chỉ hơn đảng Cộng Hòa 8 dân biểu, nên bất cứ sự chống đối nào xảy ra trong nội bộ đều trở thành vấn đề lớn cho đảng Dân Chủ. Cuối tuần qua, nhiều người dân đã chứng kiến sự thất bại của Chủ tịch Hạ viện vì sự chống đối của hai nhóm dân biểu, nhóm cấp tiến do dân biểu Pramila và Yaipa, đảng Dân Chủ Washington lãnh đạo và nhóm xã hội chủ nghĩa do Alexandra oscasio Corte cầm đầu. Khi hai nhóm này liên kết với nhau, Nancy Pelosi thường phải nhượng bộ vì bà ta giữ được chức chủ tịch Hạ viện là nhờ phiếu của họ dân biểu Pramila Jaipa đã nói dứt khoát là nhóm của bà ta sẽ không ủng hộ dự luật hạ tầng cơ sở nếu tu chính án 2 được đưa vào dự luật tu chính án 2 là đạo luật cấm sử dụng quỹ liên bang để chi cho việc phá thai trừ trường hợp mạng sống của người mẹ bị đe dọa hoặc mang thai vì bị hiếp dâm hay loạn lưng. Còn Ocasio cortez thì nhất quyết không đồng ý cắt giảm ngân sách. Cô ta cho rằng 3,5 ngàn tỷ vẫn còn thiếu. Sự chống đối của hai nhóm dân biểu này thực sự nguy hiểm cho Joe Biden. Chương trình nghị sự của ông ta sẽ bị ảnh hưởng và điều này còn nguy hiểm hơn cả sự tấn công của đảng Cộng Hòa nữa. Tại Thượng viện, dự lực 3,5 ngàn tỷ bị Thượng nghị sĩ Joe Machine và Cinema chống đối vì ngân sách này quá lớn. Hai thượng nghị sĩ này được báo chí nhận định là có lập trường chung dung. Thượng nghị sĩ Joe Manchin nói trong cuộc phỏng vấn trên đài NBC News, tôi không chống việc cải cách của xã hội của Joe Biden, nhưng không thể chấp nhận với mức 3,5 ngàn tỷ đô la. Tôi sẽ chấp thuận ngân sách 1,5 ngàn tỷ. Thượng nghị sĩ Joe Manchin đề nghị 1,5 ngàn tỷ. Con số mà ông ta đã đồng ý với Chủ tịch khối đa số Chuck Schumer Nancy Pelosi rất giận dữ vì bà ta đã không biết gì về cuộc thương lượng bí mật này. Tỷ lệ giữa Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng viện là 50-50. Vì vậy, dù rất bất mãn với hai thượng nghị sĩ này, nhưng đảng Dân Chủ vẫn phải kiên nhẫn dành nhiều thời giờ để thuyết phục họ. Joe Biden đã có nhiều cuộc hội họp riêng với cả hai thượng nghị sĩ Joe Manchin và Kristen Sinema giới báo chí cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden có nguy cơ bị thất bại vì sự bất hợp tác của Thượng nghị sĩ Joe Manchin và Thượng nghị sĩ Kristen Sinema. Thượng nghị sĩ Kristen Sinema đã không nói rõ tại sao bà ta không đồng ý ủng hộ dự luật ngân sách. Tuy là thành viên của đảng Dân Chủ nhưng Thượng nghị sĩ Sinema có lập trường bảo thủ về một số vấn đề như việc không bỏ phiếu cho phép thành lập một ủy ban điều tra vụ biểu tình tại Quốc hội ngày 6 tháng Giêng, sáng thứ bảy vừa qua, một nhóm biểu tình của tổ chức Lucha (đây là tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là chiến đấu) đã biểu tình ồn ào khi thượng nghị sĩ Cinema đang dạy tại trường Đại học Arizona và khi cuộc biểu tình trở nên quá ồn ào, thượng nghị sĩ Cinema đã phải bỏ lớp học đi tới phòng vệ sinh, nhưng những người biểu tình vẫn đi theo sát bà tới bên trong phòng vệ sinh. Quay phim và tiếp tục lớn tiếng yêu cầu thượng nghị sĩ Cinema phải ủng hộ dự luật ngân sách. Hành động quấy nhiễu này không thể chấp nhận được. Sáng thứ hai ngày 4 tháng 10, khi phóng viên hỏi Joe Biden nghĩ vì về vụ thượng nghị sĩ Cinema bị nhóm biểu tình quấy rối, Joe Biden đã không lên án hành động sai trái của nhóm biểu tình mà còn coi đó là một phần của phương thức hành động của đảng Dân Chủ. Thái độ của Joe Biden thật là tệ hại vì ông ta mặc nhiên chấp nhận biểu tình bịt miệng người đối lập là một phần của tiến trình hoạt động. Joe Biden rõ ràng đã hành xử như một nhà lãnh đạo của một chế độ độc tài theo xu hướng xã hội chủ nghĩa. Trần Việt xin kính chào, hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình khác.